Nets going down to Miami. Had a couple things going for him tonight. The fact that they'd beaten the Heat 5 straight, including back on November 1st. The fact that they were had won 2 in a row and they were finding a way to close out games. But they also knew coming in the Miami Heat had been red hot, winning 6 straight. And tonight they win their 7th and become the first opponent to shoot better than 50% from the field against the Heat. Let's take a look at the highlights, show you what happened at from the field. This is your Honda game summary. It was really the decisive third and fourth quarters that changed things for Miami. And it's the way Jimmy Butler scored a season high 36 on 12 of 19 shooting. Well, Butler was an easy pick for tonight's player of the game. He powered the Heat to their 7th straight victory with that season high 36 on the board. He was particularly brilliant coming out of halftime when he scored 18 of Miami's 36 third quarter points as they pulled away. Out of his first 8 games, he topped 20 points only once, but now he has back-to-back contests with at least 30. And after tonight's win, Miami's 1-4 start is feeling like ancient history. We mentioned Butler's numbers over his last 2, 32 points in a win against Charlotte, 36 tonight against Brooklyn. He's been terrific from the free throw line. Yeah, you give them credit for making shots. So coming to the game where they were probably 19th or 20th in the league and shooting threes, and for Duncan Robinson to get 10 off, that's too many. The high-level shooting, especially without Hero playing. Jimmy was really good for them tonight, so he generated a lot of mismatches and points for them throughout the course of the night, and turnover piece. When you give a team early and easy opportunities to score in transition, you're playing uphill. Doing defensively that allowed them to turn you guys over and then get out in that pace and that transition? No, I don't think so. I think coming to the game, we were well aware of the style of play, their ability to be physical on screening actions, on pick and roll actions. And so well aware of that, you give them credit for bringing their physicality to the game. I think we'll see them in probably 9 days. We've seen them a lot already, but we'll be ready next time. Can you just say about Lonnie's play and the needed boost that he did bring coming off the bench and
when you guys felt like you guys needed to make something happen, he was just always there. Yeah, he'll continue. He's just continuing to make plays for us on both ends of the floor. He's flying around on the defensive end of the floor for us, which we need. And then offensively, you see his ability to attack the rim. And so, you know, he started off making shots, two threes in a row. He tried to make a third one in a row. But he used that to get him in positions to get to the rim and get to the paint. And so that's a skill that he has that we need with our group, and we'll continue to lean on that. Coach, my question is similar. Big night from Lonnie off the bench. In a situation like tonight where you need to find something to kind of counteract what Miami was doing, how important is it to know that you have guys like Lonnie on your bench that can come up on a given night and give you 23 points that really make a difference? Yeah, it's really a luxury for me as a coach to be able to have small and big lineups and to be able to have a group out there with Lonnie included that can play with either group. So he's proven that he can, you know, play with our starting group. He's proven that he can come off the bench and be a spark plug for us. And then in games like this where he's able to finish games because we need his scoring, we need his ability to get to the rim. He spreads the floor for us. So he's really utilizing his minutes to attack and kind of be in attack mode, and definitely a luxury for a coach, for sure. Chuck, this is a question on each end of the floor. I think you guys are up about 4 minutes left in the first half. You go 0 for 7, 3 or 4 turnovers. You never really made a run after going down by 8. I mean, are you mildly surprised that there wasn't, I guess, an opportunity in there to make a significant run to get back into it? Yeah, it's interesting. I think when you look at it, you know, their little run going into halftime, I think it put it to 8 or something like that. So you can't have that momentum shift going into halftime. So that's something that we need to learn about, finishing the half, having the momentum going in your favor in halftime. Then we came out and we were just trying to counterpunch. You give them credit. Bam was extremely good at causing us to collapse our defense, his ability to score points in the paint. And whether or not he's scoring, his ability to be in the paint and draw us into the paint, that's just he has that ability. And then Jimmy was playing at another level tonight. His ability to really score on different guys for us. We tried to throw different things at him. Brian was able to get over the hump because we didn't get stops. And so didn't get stops, and then you're taking the basketball out, playing half-court defense against an aggressive physical team, not a good recipe. I think Jimmy had 18 in that third. I'm curious, obviously you know how good of a player he was, but, I mean, what are the things that you could try at that point once he gets going like that? Well, we tried it all. We blitzed him. We changed our matchups. We did a little bit of everything, but you give him credit. He's seen these situations before, so his ability to, whether it's a possession at the end of the shot clock, he pump fakes and that ball goes in for him. Whether we try to switch and be aggressive and he drives the switch. Whether it is he sees the blitz coming and he drives away from the blitz, gets to the paint. So all those things happen throughout the course of the night. You give him credit for being in those situations before. Jock, how much did it also kind of hurt that Cam got into foul trouble? The 4 fouls in the second quarter obviously was huge, but just how much did that hurt you guys kind of not getting in a rhythm in that first half? Yeah, it's interesting. You know, when that happened, we were able to go with Lonnie, so that goes to the luxury part of having Lonnie out there. So Lonnie really picked up that slack that we count on for Cam on a nightly basis, but it just makes you less aggressive. You get the fouls and you're thinking about the fouls, but going into the game, we knew Kevin Love always has been a guy that takes charges, and he did that tonight. His impact on the game, whether it was the rebounding piece on causing us not to get rebounds. Các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn quyển truyện Chú Mèo Mè Đến Từ Tương Lai, quyển 32. Và hôm nay mình xin đọc tập truyện Nobita Có Thể Thành Thiên Tài. Mẹ phải nói con bao nhiêu lần con mới chịu hiểu ạ? Tại sao con không có ý thức học hành gì vậy? Tại hết nói nổi con rồi. Đầu óc càng được sử dụng thường xuyên sẽ càng linh hoạt. Nếu không sò đến, nó sẽ bị dỉ xét và con người sẽ trở nên đần độn ngu si. Tội nghiệp, tối nay cậu ấy bị mẹ mắng lâu quá. Thế nào, xong rồi hả? Mẹ mắng cậu dai thế? Tất cả là 2 tiếng 15 phút 59 giây.
Tớ chán đòi lắm rồi. Ôi dào, chuyện cơm bữa có gì mà phải chán. Ê, đây là phi thuyền cứu hộ vũ trụ. Đã có lần mình sử dụng rồi phải không? Ừ, tớ bỏ túi lâu ngày, sợ xét dễ nên đem ra lau chồi ấy à. Thế là xong, tớ đi ngủ đây. À, hay là sẵn có con tàu này, ta trốn khỏi nhà, ra đi nhỉ. Chỉ việc bấm nút, con tàu này sẽ đưa mình đến hành tinh nơi có người sinh sống. Mình chỉ nói chơi thôi mà. Thoát một cái nó đã thực hiện bước nhảy không gian. Ủa, đến nơi rồi à? Đáp xuống thì phải sẵn sàng tư tưởng. Dầu gì nơi này vẫn dễ sống hơn ở địa cầu là cái chắc. Hành tinh lần trước mình đáp xuống giống hệt trái đất. Hành tinh này cũng hình như còn sống hơn. Dãy phố này giống y dãy phố nhà mình. Và căn nhà này hệt như nhà mình. Ói, người này giống mẹ quá. Còn nói năng lảm nhảm cái gì thế? Đi chơi đâu khuya mới về hả? Thế này là thế nào? Chẳng lẽ con tàu lộn ngược về trái đất? Doraemon, cái mé lừa đảo của cậu. Ủa, nó không có ở đây. Ừ, mất công mình bỏ nhà ra đi. Mai lại có bài kiểm tra, mình muốn được nghỉ học quá. Này, con dậy mau, coi chừng muộn học bây giờ. Tớ sợ bài kiểm tra hôm nay lắm. Ừ, tớ cũng vậy. Nhưng dù có bị điểm kém đến mức nào, kiểu gì vẫn cao hơn Nobita. Nghĩ đến đó là nhẹ cả người. Các em lau giấy, lấy giấy chuẩn bị làm bài. Đề bài hôm nay khó đấy. Trời, khó thì ai mà làm được cơ chứ. Ơ, cái gì thế này? Bài tập lớp 1. Có lẽ là thầy giáo gửi nhầm lẫn. Thưa thầy, em nộp bài ạ. Nobita, thầy rất không bằng lòng với thái độ của em. Cho dù không hiểu đi nữa thì em vẫn phải cố làm cho được ít nhất một bài. Sao, em bảo đã làm xong rồi ư? Trời, đạt điểm tối đa. Sao ạ? Dạo này cậu chịu khó học hành quá nhỉ? Đâu có. Hừ, chẳng qua hôm nay gặp may thôi, chứ có gì đâu. Ừ đúng, ai có thể đọc câu này? Mùa xuân hoa nở, chim ca hót mừng. Em ạ, ủa sao có mỗi mình giơ tay? Mùa xuân hoa nở, chim ca hót mừng. Trời, ôi Nobita, thì ra cậu vốn dĩ rất thông minh. Hay là hồi trước cậu ấy giả vào học rốt vì một nguyên nhân sâu xa nào đó. Cậu nói có lý, chắc chắn là thế. Thế là bọn mình dám coi thường cậu ấy. Nobita ơi, bỏ qua cho bọn tớ nhé. Bài kiểm tra đâu, hôm nay đưa cho mẹ xem nào. Lại bị không điểm chứ gì. Tại con suốt ngày chơi vòi lêu lổng đấy. Mẹ nhìn kỹ đi. Ừ, lần này cũng là con số không. Hả? 100 điểm cơ à? Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một quyển truyện Chú Mèo Mè Đến Từ Tương Lai, quyển 32. Và hôm nay mình xin đọc tiếp phần 2 của câu chuyện Nobita Có Thể Thành Thiên Tài. Ơ, cái gì này? Đây là bài tập lớp 1, có thể là thầy giáo nhầm lẫn. Thưa thầy, em nộp bài ạ. Nobita, thầy rất không bằng lòng với thái độ của em. Cho dù không hiểu đi nữa thì em vẫn phải cố làm cho được ít nhất một bài. Sao, em bảo đã làm xong ư? Trời, đạt điểm tuyệt đối. Sao ạ? Dạo này cậu chịu khó làm bài học hành quá nhỉ? Đâu có. Ừ, chẳng qua hôm nay cậu gặp may thôi, chứ có giỏi gì. Ừ đúng, ai có thể đọc câu này? Mùa xuân hoa nở, chim ca hót mừng. Em ạ, ủa, sao có mỗi mình giơ tay? Mùa xuân hoa nở, chim ca hót mừng. Trời, Nobita, thì ra cậu vốn dĩ rất thông minh. Hay là hồi trước, cậu ấy trả lời, giả vào học rốt vì một nguyên nhân sâu xa nào đó. Cậu nói có lý,
Chắc chắn là thế. Thế mà bọn mình dám coi thường cậu ấy. Nobita ơi, bỏ qua cho bọn tớ nhé. Bài kiểm tra hôm nay đâu, đưa cho mẹ xem. Mẹ điểm không chứ gì, tại suốt ngày chơi với vòi lêu lỏng ấy. Mẹ nhìn kỹ đi đã. Ừ, lần này cũng là con số không. Hả, 100 điểm cơ à? Lạ thật, chẳng thấy ai có ý định trêu chọc, chế nhạo mình cả. Chuyện này là thế nào nhỉ? Nhà này. Đấy cậu à, đó là nhà của Nobita. Nghe nói cậu ấy là một thiên tài. Hi hi. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới có người khen mình như thế, sướng quá. Ê, tại sao có một thằng nhóc giống hệt mình nhỉ? Ê, cậu là ai? Còn cậu là ai? Tớ là Nobita. Tớ cũng tên là Nobita. Hôm qua tớ bỏ nhà đi, nhưng bây giờ đói bụng quá đành quay về. Tớ hiểu rồi. Nơi này tuy giống hệt trái đất, nhưng thực chất nó là một hành tinh khác hẳn. Thực ra cậu ở hành tinh khác đến à? Cái gì? Ở đây học sinh tiểu học chỉ phải học phép tính cộng trừ, lên trung học mới phải học phép tính nhân, lên trung học phổ thông thì phép tính chia. Hả? Ở trái đất cậu phải học tất cả các phép tính đó từ bậc tiểu học ư? Nói vậy trái đất của cậu toàn là những thần đồng sao? À, cũng không hẳn thế đâu. Bộ óc con người càng sử dụng thường xuyên sẽ càng linh hoạt. Nếu cậu chịu có chăm chỉ học hành thì sẽ được như tớ thôi. Tớ được như cậu á? Chuyện viễn tưởng. Sao lại viễn tưởng? Tớ với cậu là một mà. Tớ bắt đầu thấy có ý chí học hành rồi. Tớ bây giờ tớ sẽ nỗ lực hết mình. Khuyên nhủ cậu ấy xong tớ về trái đất. Chắc giờ này cậu ấy đang cố gắng học hành ấy. Chà, tốt quá. Cậu cũng phải chăm học vào để không thua anh chàng Nobita hành ở hành tinh xa xôi đó. Khỏi cần, tớ vốn là thiên tài rồi. Cậu chỉ là thiên tài ở hành tinh ấy thôi. Có hiểu không Nobita? Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.